khá ở trong. Khá ở ngoài. Mày cứ xây hai bên đấy với nhau là thăng bằng. Xây như cái thước bầu trù là thăng bằng. Còn như bên kia thì là đầu cao đầu thấp rồi. Xây như chù thì cái đấy là thăng bằng thì mày mới đặt sắt lên được. Còn nếu cái đấy thì phải xây hẳn cao hẳn lên. Nó hàng. Bây giờ mình tay đã